Ngày mai vô công ty xin nghỉ việc quá. Nghỉ lấy gì nuôi con? Chứ làm như vậy sớm muộn gì thì người ta cũng đuổi thôi à. Sao dở quá vậy? Anh đi vô công ty á, anh xin người ta nghỉ 4 tháng nuôi con. Giống y chang như mấy người mẹ sanh con xong được nghỉ vậy đó. Chế độ thai sản mà. Ờ ha. Sao anh không nghĩ ra ta? Hay đó. Ừ, đi đi. Sao tôi thông minh quá vậy ta? Trời đất, Việt Nam chưa có luật này. Tại họ chưa biết đó thôi. Lúc nào họ cũng đòi quyền bình đẳng như nam, tại sao nam không được quyền bình đẳng như phụ nữ chứ? Làm sao nam với nữ có thể trồng khích lên nhau được chứ? Chị chưa có gia đình thì làm sao chị biết có trùng khích hay không? Tôi là một người cha chân chính thì tôi phải xứng đáng được hưởng quyền lợi của một người mẹ chân chính chứ, đúng không? Tại sao lại không chứ? Đón xem những cô nàng độc thân làm mẹ trên kênh Vi Giải Trí.